Từng là một con búp bê, được ban cho sự sống nhờ phép thuật, quen sử dụng chính những công cụ đã tạo ra mình, cô mang trong mình năng lượng tình yêu của chủ nhân trên từng bước chân. Với quyền năng thanh tẩy từ xương lam, một loại ma thuật cổ xưa đem đến sự bảo vệ và phước lành cho cây kéo, kim và chỉ khâu của Wen. Sự sống là điều quá mới mẻ đối với cô, nhưng Wen rất hạnh phúc. Cô đã hạ quyết tâm chiến đấu vì những điều tốt đẹp trên thế giới đang đứng trên bờ vực tan vỡ. Và cô nàng búp bê này đến với tốc chiến với cương vị là Barber. Tuy nhiên, thử đưa cái đầu cho Wen cắt thử đi rồi sẽ hiểu vấn đề nhé. Là một trong các tướng mới xuất hiện ở bản cập nhật 3.4 thì Yone và Wen đang cực kỳ khó chịu luôn. Yone thì mình đã làm video hướng dẫn chơi rồi, anh em có thể tìm xem lại. Còn video lần này sẽ là nói về Wen, một cô nàng đã mạnh, nay còn mạnh hơn khi được buff liên tục ở những bản cập nhật gần đây. Vừa tận dụng được tốt ở khu vực đường top, lại còn được trọng dụng ở vị trí đi rừng, nên Wen đang là hot pick ở trong các trận xếp hạng. Nếu như không pick thì phải auto ban để tránh đêm dài lắm mộng. Vậy hãy cùng mình tìm hiểu về combo cũng như bộ kỹ năng cực bá đạo của cô nàng này nha. Combo và kỹ năng. Nội tại, ngàn nhát cắt. Đòn đánh của Wen gây sát thương phép cộng thêm dựa trên số máu của mục tiêu. Cô được hồi lại một phần sát thương hiệu ứng này gây lên tướng. Nội tại này giúp Wen có khả năng hồi phục cực mạnh ở những pha trao đổi khi đi đường và trong giao tranh, khiến cô trở thành một hung thần diệt tanh khi đánh theo phần trăm máu của mục tiêu. Skill 1, xoẹt xoẹt. Wen nhấp kéo theo hình nón tối đa 4 lần, gây sát thương phép, lần cuối gây thêm sát thương. Wen gây sát thương chuẩn lên các đơn vị ở trung tâm và áp dụng sát thương nội tại lên chúng trong mỗi nhát cắt. Đây là kỹ năng gây đam chính, giúp cô ta gây sát thương, nên hãy tận dụng đủ điểm nội tại để cắt nhiều đam nhất có thể nhé. Skill 2, xương lam bất bại. Wen triệu hồi xương lam bảo vệ bản thân khỏi những kẻ địch bên ngoài, cô chỉ có thể bị chỉ định bởi những kẻ địch bước vào trong màn xương. Một chiêu thức cực kỳ khó chịu trong giao tranh, khi những kẻ địch tầm xa sẽ không thể gây sát thương Wen, nhưng nếu đứng gần sẽ bị cô nàng này gây sát thương. Skill 3, xén xén. Wen lướt đi một khoảng ngắn, sau đó tăng tốc độ đánh, tầm đánh và sát thương phép mỗi đòn đánh trong vài giây. Nếu tấn công kẻ địch trong thời gian này, hồi chiêu của kỹ năng sẽ được trả lại một phần. Skill cuối, xe chỉ luồn kim. Wen phóng một cây kim làm chậm kẻ địch, gây sát thương phép và áp dụng ngàn nhát cắt lên tướng địch trúng chiêu. Kỹ năng này có thể được sử dụng thêm 2 lần nữa, với mỗi lần sau sẽ phóng ra nhiều kim và gây nhiều sát thương hơn. Chiêu cuối có làm chậm nên sử dụng trước khi xả chiêu 1 để dễ dàng trúng kẻ địch hơn. Combo, Wen sẽ chỉ có những combo cơ bản kết hợp giữa đánh thương và kỹ năng 1, nên hãy tận dụng điều này để tối đa hóa sát thương. Combo 1, chiêu 3, chiêu 2, đánh thưởng 4 lần, chiêu 1. Mỗi lần sử dụng combo này, hãy chắc chắn có 4 lần nội tại để gây nhiều sát thương chuẩn nhất có thể. Combo 2, chiêu 3, chiêu 2, chiêu cuối, đánh thưởng 4 lần, chiêu cuối, chiêu 1 và lặp lại một lần nữa. Combo này sẽ giúp bạn dồn đam cực mạnh đối phương, nên hãy nhớ sử dụng chiêu cuối trước khi xài chiêu 1 để có thể làm chậm và dễ dàng trúng full sát thương ở trung tâm gây sát thương chuẩn. Đi đường. Đầu game, Wen sẽ rất khỏe những lần trao đổi sát thương ngắn, nghĩa là bạn có 4 stack của chiêu 1 thì lướt lên bằng chiêu 3 và sử dụng chiêu 1. Có một mẹo nhỏ là bạn có thể điều khiển hướng của kỹ năng xoẹt xoẹt bằng cách sử dụng lướt của xén xén để khiến đối phương bất ngờ và không thể né được. Nên đầu game cứ cấu dỉa nhẹ vậy thôi. Đến giai đoạn level 5 thì bạn sẽ khô máu, vì khi đã có đủ bộ combo của mình, cho dù là tanker máu trâu hay đấu sĩ thì Wen cũng sẽ đều không sợ vì đánh theo phần trăm máu và có hồi phục. Nên giai đoạn này chỉ cần quyền trợ ác thần là có thể chơi tay đôi được. Giữa game, khi bắt đầu có 2-3 trang bị trấn phái của mình thì Wen sẽ cực kỳ mạnh trong những pha giao tranh và mở combat gây sát thương. Mặc dù là pháp sư máu giấy nhưng lại sở hữu kỹ năng xương làm bất bại, khiến cho xạ thủ đối phương sẽ không thể nào dồn sát thương chung với tuyến trên được. Dù là Lucian tay ngắn nhất cũng không thể bắn tới nếu không bước vào màn xương này, nên Wen sẽ có thể làm tanker tuyến trước khi lao vào cùng đồng đội. Nên hãy yên tâm là bạn sẽ không bị bốc hơi đâu. 2,5 giây là quá đủ khoảng trống để team mình dồn đam chung và tiêu diệt được đối phương, nhưng cũng phải nhớ lên đồng hồ cát để đảm bảo khả năng vô được thì ra cũng được nhé. Cuối game, việc hiện tại của Wen bây giờ là dồn sát thương vào đấu sĩ hay tanker hàng trước để sát thương nội tại diệt tanh sẽ cực kỳ khủng luôn. Bạn có thể dồn 1 tỷ đam vào những tướng chống chịu hàng trước mà đối phương sẽ không ngờ tới lượng đam khổng lồ này. Chỉ cần hạ gục được tuyến trước thì hàng sau sẽ rất dễ dàng bị tiêu diệt. Ngoài ra, xe chỉ luyền kim cũng gây sát thương đam mục tiêu, nên hãy tận dụng điều này để vừa đam đằng trước vừa đam ra đằng sau luôn. Nên về late game, chỉ cần giao tranh sai một pha thôi thì Wen sẽ trừng phạt tìm đối thủ ngay lập tức. Bảng ngọc,
Chinh phục chắc chắn là điểm ngọc phù hợp nhất với khả năng đánh lâu dài của Wen. Thợ săn hút máu kết hợp với quyền trượng hắc thần và nội tại hút máu cũng mang lại khả năng phục hồi tốt trong giao tranh. Thợ săn khổng lồ để có thêm ít máu và khống chế, vì Wen cũng là một tướng tay ngắn và lao vào giao tranh ở tuyến trước. Hảo ngọt sẽ cho cô ta một ít hồi phục cũng như lượng vàng. Trang bị. Quyền trượng ác thần sẽ là trang bị trấn phái của Wen khi vừa gây sát thương, vừa tăng đam, lại vừa thêm hút máu toàn phần. Tiếp theo sẽ là nanh na so, thêm hồi chiều và tốc đánh. Mũ phù thủy cho thêm nhiều sức mạnh phép thuật nhất có thể. Ngọc vô cực cho khả năng sát thương chí mạng khi dồn đam mục tiêu. Quỷ thư Morello nếu như team đối phương có nhiều tướng hồi máu. Wen sẽ không cần trượng hư vô do bộ kỹ năng đã có sẵn sát thương chuẩn rồi. Giày nâng cấp, đồng hồ ma pháp. Wen hiện tại theo mình thấy là một trong hai vị tướng lỗi nhất meta hiện tại. Chưa kể quyền trượng ác thần còn được buff nữa, nên anh em hãy tận dụng điều này để leo rank mùa mới và pick ngay khi có thể nha. Hiện tại vẫn chưa có quá nhiều vị tướng có thể khắc chế được cô nàng búp bê này, thì cứ thoải mái mà quẫy tìm bạn thôi. Nếu thấy video này hay và hữu ích, hãy nhấn like và subscribe cho kênh. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau. Cảm ơn đã xem video.